À, chào các bạn nha. À, về một số hàng hay ho, mình làm cái clip nhanh nha. Làm clip nhanh rồi mình sẽ đi đóng gói hàng. Từ thứ hai tới giờ là chưa đóng được cái gói hàng nào hết trơn. Thì giờ mình sẽ tập trung mình gói tới chiều nha các bạn. Ok, thì cái này mình mới đem về nha. Hàng này hàng mới chưa xài. Hàng mới chưa xài. Các bạn thấy mỗi cái thì nó sẽ có hai cái sợi dây nha. Một sợi dây là một sợi dây nguồn, một sợi dây là một sợi dây cảm biến nha, cảm biến. Ok, cái này rất là rất hàng ok nha các bạn, hàng mới chưa xài, hàng công ty thì nó có đa phần là giống nhau hết nha, động cơ gần như tương đồng đó, nhưng mà cái bát nè, cái bát nó khác nhau nè, cái bát này bát thẳng nè, nó đẩy hai bên ha, bát nè, và cái loại bát này cũng có nha, nha cái loại bát này thì nó có một cái lỗ, các bạn có thể xỏ qua để mà đẩy lên đẩy xuống ha. Tải một cây như vậy thì là 100 kg nha, 1.000 newton, 100 kg. Bạn nhìn cái tem giùm nha, đặc biệt cây này có một số cây thì nó cao hơn chút xíu nha, nhưng mà cơ bản là giống nhau nha, 100 kg, 100 kg, 700 kg đó. Khách nào đẩy cái gì mà nhẹ nhẹ thì lấy cái này nha, và nó chạy bằng vít me, các bạn thấy vít me không đó? Vít me các bạn thấy mới chưa xài nha. Vít me. Ngoài ra thì cũng còn một số cây nhỏ nhỏ ngắn ngắn à. Ha. Nó ra khoảng 48 mm. Đó, lực thì nó cũng có khoảng 100 kg, 100 kg. Cái này khách nào chế vô cần số hay gì đó liên hệ mình nha. Tại vì nó có thêm cái này nè, cái này nó có thêm cái dây cảm biến nè. Nha, cho nên là khách nào cần xài thì alo mình sẽ hỗ trợ. Các bạn thấy nó cái vít mè mới tinh, hàng chưa xài nha. Ok, giá thì sẽ có hai loại, một là giá sỉ cho khách nha, hai là giá bán lẻ. Giá bán lẻ một cây trung bình khoảng 250k nha, 250k. Đó là những cây đứng lớn như vậy nè. Còn mấy cái nhỏ nhỏ như vậy thì rẻ hơn, là tập tầm 200. Đó, 200. 200 hay 200, 220. Nó tùy cây dài ngắn. Còn những cây lớn lớn như vậy là 220 bán lẻ. Bán sỉ thì tùy số lượng nha. Bán sỉ từ 10 cái 10 cái là 180k. Những cây này trên thị trường giá 4-500 các bạn. Khách nào lên Shopee tra nha, 4-500. Hàng mới, hàng cũ gì đó mình không rõ nha, nhưng mà trên Shopee á, mình không rõ, nhưng mà hàng của mình là hàng mới chưa xài nha, hàng lưu kho. Ok, giá khách tham khảo nha. Và khách nào lấy được từ khoảng 100 cây đổ lên thì sẽ có giá tốt hơn nữa. Nhưng mà giá tầm tầm 100 cây thì tầm tầm 160 đổ lên nha các bạn. Không có dưới giá 160 nha. Cái này bán kiểu như sang tay, còn bán lẻ là 250k. 250k. Hai cây bao ship, hai cây bao ship 500. Ok, thứ nhất. Thứ hai là sáng nay mình lấy một số cái. Bữa nay gói nha, cái này khách vừa chuyển nha. À, cái này một anh khách ảnh dặn nhưng mà mình không thấy chuyển khoản nha, không thấy phản hồi gì cả. Cho nên mình vừa bán cho một anh khách ở Sơn La hay đâu đó. Ảnh vừa chuyển khoản rồi. Cho nên là anh cần thì anh liên hệ lại nha, sẽ có những cái khác. Còn cái này bán rồi nha, hộp số bán rồi. Còn cái này á, là cái chỗ này các bạn, không phải là những cái bị hư nha. Cái chỗ này không phải những cái bị hư mà những cái đang xài trên máy nhưng mà nó cũ. Ví dụ như khi người ta xuống cả máy á, thì ở bên đây nè, sẽ cắt cái phần này ra bán riêng, cho nên còn xài ngon nhưng mà nó cũ thôi. Cái này mình trả đơn cho khách nha. Cái này thì hàng ngon, mình đã test rồi, quay dầu ra hơi rất là mạnh. Những cái này thì khách nào cọc trước á mới có hàng, tại vì hiện tại mình không đủ giao. Cho nên cái này là anh khách cọc trước 300k cách đây khoảng 2 tuần, 2-3 tuần gì đó mình cũng nhớ. Thì cái này thì mình sẽ giao cho anh khách chiều nay nha, vệ sinh giao anh khách chiều nay. Nó còn dầu các bạn. Nãy nãy nó chảy trên xe, nó chảy ra một ít dầu hên rồi mình lót cà tông. Không lót thì nó chảy ra xe. Hai là cái bộ này.
mình không rõ là bộ gì nhá, giống như thuốc lá ấy các bạn. Ai biết thì chỉ mình với. Cái này cái bộ gì tên gì? Cái này nó cũng xài dầu nữa các bạn. Quay khá là nhẹ. Cái này là gì ta? Hà Ben nâng hạ các bạn. Hà Ben nâng hạ không? Nhưng mà cái này nó nâng hạ đi đâu? À, bên nâng hạ các bạn hay sao ta? Này không rõ cái gì nha, khách nào biết chỉ gì mình nhớ với mình nha. Và đây có một công tắc thì mình nghĩ là cái hành trình hay cái gì đó. Để mình nghiên cứu coi. Hàng là NSK của Nhật. Nguyên cụm. Thấy hay hay lụm các bạn. Còn bên đây là một một khối này dầu đang chảy ra các bạn ha. Hàng họ vừa rã ra, họ tháo ra. Cái này mình sẽ vệ sinh sạch nha. Cái này thì khả năng mình để cho dành mình nghiên cứu, mình chế cháo cho mấy nhóc có chơi. Tại vì sắp tới cũng chế cháo một số thứ. Còn khách nào cần đặt thì mình sẽ lấy những cụm tương tự, chứ y chang như vậy thì mình không có bao nha. Mình không biết có hay không. Ok, vài món hay ho. Và đây. Cái này thì cũng còn mấy cái nha, 24V. Có một số khách hỏi hình ảnh. Thì đây là hình ảnh nha. 2000 vòng, hàng mới chưa xài của Taiwan. Chạy rất là êm, khỏe. Cầu thì có hai cái cầu, cái này chuẩn bị đóng gói. Một cái, ui, nó chảy dầu rồi các bạn ơi. Không được rồi. Nó chảy dầu từ đây, không biết cái lỗ này lỗ gì. Tí mình bịt lại nha, hình như lỗ xả dầu. Chảy dầu chỗ này. Cái này thì mình sẽ đo cái mặt này cho anh khách nha, để xem cái vừa cái bánh xe nào. Mình báo giá nha. Cầu thẳng ha, cầu thẳng siêu tải 5-10 tấn thoải mái nha, cầu Kubota, cầu thẳng. Cầu này hiện tại để giá cho anh khách là 4 triệu 8 bao ship. Cầu cầu Kubota, cầu cầu gầm cao. Cầu này siêu tải nha. Chạy 5 tấn thoải mái. Thì cầu này mình để giá 3 triệu rưỡi nha, 3 triệu rưỡi. Ok, khách nào cần liên hệ shop nha. Bồn dầu này cái này 4 4 4 triệu rưỡi nha. Cái bên đây 4 triệu 2 à, chưa bao gồm phí ship. Mình chỉ bao zin bao xài thôi. À, bao zin bao xài. Không bao gồm phí ship. Khách nào mua thì liên hệ shop nha. Cái này thì mình đang đợi anh khách cọc, nhưng mà cơ bản thì mình vẫn khách nào mua thì liên hệ nha.